Phẩm Đèn Thần qua sự diễn xuất tài tình của danh hài Trường Giang, danh hài Thanh Phương và đặc biệt là danh hài Hoài Linh. Thằng Giang đâu? Ra đây tao biểu coi. Ai mà la ông sợm vậy? Mày làm gì mày la ông sợm vậy? Ra đòi tiền nhà của mày. Mày thiếu tao 3 tháng tiền nhà sao tới giờ mày chưa trả? Sao con người mày sống vì tiền quá? Mình sống là phải có tình có nghĩa, hiểu không? Mình đối xử với nhau ở đời là tình nghĩa là trên hết. Tao nói thiệt với mày, cuộc đời thế này, tiền bạc đối với tao không thành vấn đề. Cái vấn đề là tao không có tiền. Mày thiếu tiền nhà tao sao mày nói ngang vậy? Bây giờ không có tiền, nó không tiền chứ sao giờ? Bây giờ mày có trả cho tao hay là không? Tiền đâu trả. Được rồi, mày không trả chứ gì? Tao kể mày nghe chuyện này. Kể đi, mày kể tao 10 chuyện cũng được, miễn sao đừng lấy tiền tao được giờ. Mày biết tạc răng không? Ai tạc răng hả? Ừ. À, cái thằng mà sống trên rừng á hả? Đúng rồi, đúng rồi. À, biết rằng nó ở trên rừng á, không chịu ở. Nó xuống đây nó thuê nhà của tao. Trời ơi, tạc gian rảnh quá vậy. Mà nó thiếu tiền tao mới 1 tháng tiền nhà thôi mà nó không trả. Trời ơi, tao tiễn nó về rừng lại rồi. Trời ơi. Trong khi đó mày thiếu tao 3 tháng. Mày muốn lên rừng ở với nó không? Bậy ơi. Kể nghe chuyện này còn ghê hơn. Ghê không? Năm ngoái còn cha chủ nhà cũ á mày. Tao thiếu trả mới có 1 tháng tiền nhà mà trả đòi tao mày. Rồi sao? Bữa nay đám giỗ còn trả nè. Cái gì ghê vậy? Thường thôi. Mày giang hồ chứ gì? Đâu hồ gì đâu. Đời mà ai đối sao mình đối vậy thôi. Bây giờ nói tóm lại á, mày có trả tiền nhà cho tao hay là không? Không có tiền đâu trả, đòi hoài. Được rồi, không trả chứ gì? Mày có đòi 10 năm cũng vậy. Mày đứng đây đợi tao chút đi. Tao đợi mày 10 năm cũng được nữa thiệt. Đợi chờ là hạnh phúc mà. Miễn sao đừng lấy tiền nhà tao được giờ. Bởi thiệt, thứ sống gì đâu không. Cái đồ của tao sao mày quán ra đường vậy mày? Còn nữa nè. Nhớ nha, tao mà vào tao quay là tao đốt nhà mày á. Sau 5 giờ chiều chưa biết ai vào đâu, thiệt. Thiệt. Đồ đạc của mình nó quăng móp méo hết trơn rồi, sao xài. Chà. Nhìn giống đèn thần dữ trời. Có nào mình cài cà ông thần đèn xuất hiện không trời? Hên xui nha. Ông thần đèn ông xuất hiện cà sao ông chủ nhà xuất hiện là thấy bà luôn. Ok, cà có khi có hay không, còn không cà là không bao giờ có, đúng không? Đây thử coi. Không có. Thử lại coi, nhiều khi nó không hợp chỗ. Lừa chỗ nào nó mượt mình cà cái coi. Chưa hợp phong thủy. Lại coi. Đổi chỗ khác coi. Đây. Chỗ này thử coi được không? Ai da, hôi quá. Ai vậy, ai vậy? Rồi tắt đi, tao mệt rồi. Rồi. Ông chào con. Thấy giờ. Ông chào con. Thấy rồi. Ông chào con. Thấy rồi. Mày mất dạy mày. Tao lớn tuổi tao chào mày, mày phải chào lại tao chứ. Mày làm tao như mắm với cá khô. Mày thấy rồi. Ờ quên, người lớn phải chào đàng hoàng. Dạ con chào ông. Muốn lân đoàn nào vậy? À biết rồi, xí khỉ hả? Mặc áo xí khỉ. Không phải, ta tự giới thiệu cho con biết. Ta chính là thần đây. Ông đừng nói tôi ông thần đèn nha. Không, ông tên Kinh, người ta kêu ông là thần Kinh con à. Thần Kinh cha. Không, tao ở trong này ra nè. Ông ở trong cái ấm ông chui ra thì ông mới là thần ấm. Đúng, thần ấm đầu thần mới thần Kinh. Tôi không tin ông ơi, không có ông thần nào mang dép Lào hết. Mới ra chưa kịp mua giày. Thôi, dẹp đi. Tao nói tao là thần. Thôi dẹp đi. Tao năn nỉ. Đang bực bội á. Tao nói tao là thần mà. Tao năn nỉ tao lại. Được. Nếu nhà ngươi không tin ta là thần. Rồi sao? Ta sẽ quá phép biết. Thôi nghĩ. Bây giờ là thời buổi hiện đại, tao lên đến cung trăng rồi. Tính biến tôi thành quỷ hả? Không, bỏ đi. Biến mày thành quỷ mày sẽ phá làng phá xóm. Tao biến mày cái này mày cả đời mày tung tăng và mày vui lắm nè. Cái gì? Tao sẽ biến mày thành BD. Hô biến. Đó, vô thuốc. Tào lao. Sao nó không hiệu nghiệm vậy trời? Thời buổi bây giờ là thời buổi hiện đại. Người ta lên phi thuyền rồi. Người ta lên cung trăng, lên sao vả rồi. Sắp tới người ta lên sao vả người ta sống rồi. Hay là làm gì có mấy chuyện biết hề bê đê. Rồi có tình hình là tào lao. Có tình hình là cô hai nhập nhẹ rồi. Trời ơi, cô đã bị biến thành BD rồi. Trời ơi, thần ơi cứu con. Xin lỗi con, biến thành BD ông làm được, còn biến thành đàn ông chưa có học. Trời ơi, thấy bà con rồi. Trời ơi, thần ơi cứu con thành đàn ông đi, thần ơi cứu con. Thần, cứu con đi thần. Cứu con đi thần. Trời ơi, gốm dữ vậy trời. Thần ơi, không cứu con thì cho con miếng lụa con bung cho rồi. Cứu con đi thần ơi. Cứu... Mày đứng lại đi. Cứu con. Mày đứng im. Cứu con. Không được đây. Đây là thầy biết hai cái chân này nhoi nhoi là chặt chân ạ. Đàn ông đứng được chứ con như vậy thôi. Biết nha. Rồi. Mày đứng im đi. Dạ nó im không có được. Còn bao nhiêu công lực ta ráng ta biến mày thành đàn ông trở lại. Dạ. Để mày làm BD mày sỉ nhục BD chứ làm gì. Trời ơi, con đẹp mà thằng nói gì kỳ vậy. Mày đẹp thế gốm à. Hồ biến. Đó. Con thành đàn ông rồi. Đàn ông bà nội mày mày. Ê. Có đàn ông nào mà như mày hết á. Con bị liệu. Thần ơi, con đã tin rồi. Khỏi cần lại. Ta nói cho con biết, ta đã có một lời hứa rằng nếu ai cứu ta ra khỏi cái bình kia, ta sẽ tặng cho người ấy một điều ước. Vậy bây giờ con muốn ước điều gì? Con cứ nói đi. Con muốn nhiều tiền. Được, ta sẽ cho con nhiều tiền. Nhưng ta nói cho con biết, trên đời này nhân vô thập toàn. Nếu con được cái này, con sẽ mất cái kia. Con chịu không? Tỏ đi. Cái gì? Cái gì vậy? Ý ta nói là ta cho mày ăn nhiều, mày bị đau bụng. Ta bắt mày đi nhiều, mày mỏi chân. Vậy thôi, đơn giản. Chơi luôn. Vậy à? Vậy thì tiền đây lấy đi con. Hồ biến. Bỏ đi. Nó chỉ hoài vậy. À, tiền. Chỉ tiền trong túi mày kìa mày ơi. Thần ơi, nếu con có nhiều tiền con có bị gì không? Con bị đơn giản lắm ha. Mày bị ung thư não thôi. Nghĩ khỏe đi. Ung thư não rồi làm sao sống mà xài tiền. Ô chuyện đó chuyện của mày, tại mày mơ nhiều tiền. Đó, tao đã nói rồi, tao ví dụ rồi mà. Đổi điều ước khác. Muốn đổi điều gì? Con muốn lấy hoa hậu. Xin lỗi con, điều này quả thật thần làm không được. Sao không được? Đâu có con hoa hậu nào nó khùng nó lấy mày. Nó đậu hoa hậu để nó lấy đại gia, lấy mày về tới ông nội nó hả? Nhưng mà ông là thần, ông nói là hoa hậu phải nghe chứ. Thôi dẹp đi mày ơi, cha mẹ nó nói không biết nó có nghe không, ở đó tao nói nó nghe, mày tào lao. Cái gì vậy vậy? Tao nói đánh trước khi không giúp đỡ gì cho người cứu mình vậy. Đáng lý là tao giúp đỡ mày rồi, nhưng tao thấy mặt mày nghe vừa ngu lì mà còn làm biếng là tao không giúp. Con không ngu không lì, con không phải làm biếng mà tại vì công việc chưa phù hợp. Công việc gì mới phù hợp, biết bao nhiêu người sinh viên cũng giống như mày. Lên trên đây à, người ta đi học, người ta chạy bàn là người ta phụ hồ, người ta sửa xe, người ta làm đủ mọi cách để người ta kiếm tiền. Người ta trang trải cuộc sống để đỡ cho gia đình người ta, tại sao mày không làm như người ta? Trời ơi, nghĩ ra tướng con vậy đi phụ hồ. Với tướng mày làm gì? Tướng con là phải làm siêu mẫu. Trời ơi, mày đem ra chợ treo là móc ngược mày lên quảng cáo thịt siêu nạc. Ai hùng ông mày cứu con chứ tự nhiên ấy. Tao không cứu mày ngu quá. Tao không cứu. Ông nói sao? Ông nói tôi ngu đúng không? Tao nói mày ngu đó. Ông dám thử trí thông minh với tôi không? Dám không? Trời ơi, được. Nếu tự trí thông minh á mà mày thắng tao, tao sẽ giúp mày. Ông nhớ nha, ông nói ông nhớ nha. Trời luôn. Ông nghe cho kỹ nha, nghe cho kỹ nè. Đối với một ông thần thì 1000 năm là bao lâu? Đối với ta 1000 năm chỉ là 1 giây thôi. 1000 đô là bao nhiêu? 1000 đô chỉ là 1 xu thôi con. Cho tôi xu. Chờ tao 1 giây. Bao lâu? 1000 đâu. Mày gài tao hả? Xin lỗi mày, tao đẻ mày ra được chứ ở đó mày gài tao. Mày xạo. Cái câu này là ông biết trước rồi. Rồi sao? Ông hên thôi. Hên rồi sao? Để tôi đố một câu nữa là ông đứng hình. Ông nghe cho kỹ nè. Nghe nè. Có một con cọp bị sợi dây xích dài 30 mét xích lại. Toán học à? Cách đó 35 mét có một bụi cỏ xanh mướt. Làm thế nào con cọp ăn bụi cỏ mà không cần phải bứt sợi dây xích? À, nó để bụi cỏ đó cho mày ăn rồi. Bắt mới tụi ăn. Mày đố câu đố ngu như con bò à? Ở sao ngu? Tổ cha mày con cọp nó có ăn cỏ đâu, nó ăn thịt mà. Nó không ăn cỏ, nó bứt dây chi mày. Nó ăn thịt nha, ăn cục thịt. Cái câu này là ông biết trước rồi. Ông hên thôi. Hên hoài. Để tôi đố câu là ông đứng hình nè. Đố đi. Nghe cho kỹ nè. Nghe nè. Nghe tôi hát câu này đúng chỗ nào sai chỗ nào nè. Hát thử coi. Dưới ánh nắng chưa lâm lanh, chịu kinh hồn khoe chắc thơm. Tao cấm mày hát câu này. Mong mời cấm. Nếu mày hát câu này sau này trẻ em Việt Nam mình nó hư về ngữ pháp hết. Mới gì hư? Từ xưa tới giờ mày thấy có ai đánh dần eo e mà khỏe khoe sắc thấm không? Eo eo khỏe khoe phải là sắc khóe. Rồi sao hát? Câu hát đó muốn hát đúng phải hát là dưới ánh nắng sương long lanh, chịu cành hồng mà khoe sắc khoe. Tào lao mà vỗ tay cái gì? Khổ cha mày. Mày làm hề mà người ta không cười, mày ăn mì gói thấy bà mày đó. Ngu không à, quăng dép lên chú con. Người ta là dưới nắng thương lanh diện hồng khoe thắt thấm, dưới nắng thương lanh khoe thế. Ủa đó, ánh nắng thương lanh diện hồng khoe thắt thấm là người ta chưa có phát hiện ra cái điều sai. Bây giờ ta phát hiện điều đó là sai ngữ pháp nên ta sửa lại là phải phe, là phe sắc phe. Thôi mọi chuyện nó xong rồi, ta đi đây. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Tôi cứu ông già nha, tôi cứu ông già nha, tôi cứu ông già nha. Ông phải trả ơn tôi nha. Thôi được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ta đố ngươi trả lời. Trời ơi, ông đố tôi trả lời là ông đứng hình. Này, hồi nãy tao thấy mày đứng hình một mình, tao chạy hình không đó. Ông đố đi, đừng nói nhiều nữa. Nghe đây. Đố con niềm mơ ước to lớn nhất trong cuộc đời của con gấu trúc là được làm gì? Gấu chúa. Sai. Gấu mẹ. Sai. Gấu chà bá. Sai. Gấu gì? Là được chụp hình màu. Tự nhiên chụp hình màu mất có gì mơ? Ủa tại con gấu trúc nó chụp hình là toàn là ra trắng đen không có màu. Cho nên mới mơ, nó mới mơ ước chứ như tao đây nè đâu cần mơ, chụp cỡ nào cũng ra màu. Ông hên thôi. Ông hên. Ông đố câu khác đi, tôi trả lời ông đứng hình. Đố đi. Nghe đây, đố con trong tất cả các loại bệnh nào mà bác sĩ phải bó tay? Ung thư xương. Sai. Ung thư não. Sai. Ung thư máu. Sai. Chứ bệnh gì? Gãi tay. Gãi tay không bao giờ bó tay. Tổ cha mày gãi tay bó cái tay, không lẽ tay gãi tay đi bó cái chân. À, cứ hú vô là có cơm vậy thôi. Cái câu này là ông biết trước giờ. Ông hên thôi. Ông thử đố câu khác đi, tôi trả lời ông đứng hiền. Nãy giờ có câu đó nói hoài, nhiều người lại thuộc hết trơn rồi. Ông đố câu khác đi, em đừng nói nhiều nữa. Đây, nghe cho kỹ nha. Đố con trong tất cả các loài chuột, con nào cũng có 4 chân, đố mày con chuột nào chỉ có 2 chân. Chuột Mickey. Đố mày con vịt nào 2 chân? Vịt Donald. Donald ông nội mày, con vịt quay cũng 2 chân mà. Con vịt nào không 2 chân? Ông hên thôi. Ông thử đố một câu khác đi. Tôi trả lời ông đứng. Đó, tao thuộc. Nó thuộc rồi. Thuộc hết rồi kìa, đó, thuộc rồi kìa. Nhảy lên nói luôn con ơi. Dạnh quá hả? Dạnh không chuyện làm hả? Mày ngu vậy, rảnh mới tới đây ngồi coi chứ bận là ở nhà rồi. Thôi mọi chuyện đã xong rồi, ta đi nha. Đứng lại. Hô. Đứng lại. Ông phải cứu tôi chứ. Bậy. Đứng lại. Mày ôm chỗ nào cũng được, ôm chỗ này không được. Má ơi em được. Cái lưng quần nó bằng dây thun má ơi. Mày buông ra đi, lỡ mày lố tay một cái tao quỳ tao lại nhiêu đây người hả? Buông ra đi. Dù gì đi nữa ta cũng cảm ơn nhà ngươi đã cứu ta ra khỏi cái bình. Đúng rồi. Thôi thì ông sẽ cho con một số tiền. Nhưng ông không đưa tiền mặt. Không. Ông đưa địa chỉ còn tới lấy giùm ông. Kho báo. Tại vì ông sợ mấy ông thần khác dị nghị. Kho báo. Được rồi, đi theo ông. Có kho báo hên thôi. Rồi, đi. Để ta khấn hết các thần cái đã. Dạ. Bắt đầu nha. Dạ. Này con. Dạ. Con ấy nhìn lên trên bầu trời. Dạ. Rồi nhìn xuống dưới đất. Dạ. Mình đi tìm cái địa chỉ mà. Địa chỉ đâu ông? Đâu phải tìm cái thiên chỉ đâu mà nhìn ở trên trời. Địa chỉ đâu? Cái địa chỉ ở đâu con? Đâu vậy? Đâu rồi? Địa chỉ ở đâu? Lẹ đi. Ở đây nè. Hồ biến thằng. Mày thấy tao ghê không? Ảo thuật nước ngoài còn không bằng tao. Tao đập bẹp đây lòi ra đây liền. Ghê không? Ông thảo ông để đây vậy, ông móc đại ra đi rồi đập chứ. Làm nãy giờ tao đi theo thở thấy bà nội luôn hả? Nãy giờ mày đi theo tao hả? Chứ ai? À, nụ cha mày hàng gì nghe cái mông nóng hổi à. Cái quỷ là người gì đâu mà thở như cái bô xe vậy. Đang bị sốt. Sốt. Đang bị hot trong người. Hot trong người. Ta đã có hò báo. Ta đã trở thành đại gia. Đúng rồi. Ở đâu vậy? Trung tâm giới thiệu việc làm. Mày tới đó mày đi làm đi rồi người ta đưa tiền nha mày. Ủa chứ không có tiền hả? Không, tao không có đưa tiền mặt được, sợ mấy ông thằng khác dị nghị. Không sao, kể không sao. Thôi cho tiền đi nha. Không. Biết. Thằng này tao đuổi mày nãy giờ sao mày chưa đi? Sao mày dai chứ vậy? Ê, mày chửi tao thoải mái, mày chửi dòng họ tao cũng được, đừng bao giờ chửi người ấy. Người ấy là ai? Thần đó. Thần gì? Thần kinh. Cái gì ghê vậy? Chỉ cần mày hổm ẩm chéo là mày sẽ thành BD. Ủa cho em có dính cái gì vậy? Trời ơi, chỉ có những người ở trên thiên đình mới có thiên ấn. Thiên ấn bà nội mày, cái này hôm qua tao nhậu xỉn tao đập đầu vô tường á. Ông này mà thằng cái gì? Tao biết ổng. Thần mày. Tao biết ổng. Thần ai không biết. Ông ở kế bên phòng của mày á. Ông thiếu tao 5 tháng tiền nhà. Ông thiếu còn nhiều hơn mày nữa. Ê, leo lên. Bước lên. Bước vô. Ông rảnh quá ha. Ông ở gần nhà tôi thì hôm qua ông nói ê tao mày đi làm đi mày ơi, thất nghiệp hoài không có tiền đâu mà sống. Mày đặt qua biến thần thánh chi vậy hả? Không phải, là tính qua Vũ mày đi làm rồi. Nhưng mà tao biết cái tính mày cũng giống tính tao á. Lúc nào cũng nghĩ mình thông minh nên không có đi làm. Tao nói mày nghe nè, thông minh á mà không đi làm cũng chết đói như thường. Tao nằm 4 tháng miệng tao nó bắt đầu ra nấm rồi đó. Người ta gọi là đói móc mỏ đó mày hiểu không? Cho nên bây giờ tao mới qua tao Vũ mày đi làm. Đúng rồi. Không ấy thôi đi làm với tao đi nha. Để tao qua tao xin cậu chủ nè. Xin ông chủ. Lấy bộ đồ đâu gớm vậy? Hả? Lấy bộ đồ đâu vàng khè gớm vậy? Bà Sáu bà đi chợ về tao đè tao lột luôn á. Xin ông chủ cho thiếu thời gian ngắn nữa. Trời ơi. Cậu chủ cho tụi tôi thiếu tiền nhà thời gian ngắn nữa, tụi tôi đi làm xong rồi tôi trả được không? Năn nỉ ổng. Thời gian ngắn là bao lâu? Ngắn thôi. Bữa nay mấy rồi? Bữa nay ngày 14 mấy à? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Rồi, cho tôi thiếu 24 tháng nữa nha. Cái gì vậy? Tôi thiếu lâu vậy? 24 ngày. 24 ngày lãnh tháng lương đầu tiên tôi sẽ trả tiền cho cậu liền. Có là nhớ trả liền nha. Dạ, cảm ơn nha. Đó, mày thấy tao ghê không? Tao là thần mà. Bây giờ đi theo tao nha. Hô, biết đi bộ mà. Tào lao.